Thưa quý vị và các bạn, tối qua tập đoàn The Vistai long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm thành lập 2004-2024. Dự lễ kỷ niệm đại biểu các cơ quan trung ương có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đồng chí Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng ban Công tác đại biểu Quốc hội, Phó trưởng ban Tổ chức Trung ương, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Chủ tịch Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an, đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng, Phó giáo sư tiến sĩ Vũ Hải Quân, Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Thượng tướng Bùi Văn Nam, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình. Đại biểu tỉnh Ninh Bình có đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Mai Văn Tuất, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, các đồng chí nguyên Thường trực Tỉnh ủy, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở, ban ngành, đoàn thể của tỉnh và các huyện, thành phố. Dự lễ kỷ niệm còn có đại biểu các đối tác, bạn hàng trong và ngoài nước cùng tập thể lãnh đạo, cán bộ, công nhân viên của tập đoàn. Năm 2004, để đáp ứng nhu cầu phát triển cơ sở hạ tầng thúc đẩy nền kinh tế đất nước theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, các bộ ngành trung ương cùng với Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và các ban ngành chức năng trong tỉnh đã cho phép nhà đầu tư thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ Hoàng Phát tại Ninh Bình để đầu tư xây dựng nhà máy xi măng Vinacansai tại khu công nghiệp Gián Khẩu, huyện Gia Viễn với công suất 1 triệu tấn xi măng một năm, tiền thân của tập đoàn The Vistai hôm nay. 20 năm qua, The Vistai đã không ngừng phát triển và ngày càng lớn mạnh với trên 6.000 cán bộ công nhân viên, khẳng định là một tập đoàn đa ngành nghề, trong đó mũi nhọn là xây dựng và vận hành các nhà máy sản xuất xi măng trải dài từ Lạng Sơn đến Nghệ An, có tổng công suất trên 20 triệu tấn một năm. Với uy tín và chất lượng, sản phẩm xi măng Vistai luôn có mặt trong các công trình mục tiêu quốc gia và xuất khẩu tới 37 quốc gia vùng lãnh thổ trên thế giới, là một trong những đơn vị xuất khẩu xi măng lớn nhất tại Việt Nam. Bên cạnh đó, tập đoàn còn đẩy mạnh phát triển trên các lĩnh vực nhà hàng, khách sạn, khu nghỉ dưỡng cao cấp, trong đó có tổ hợp khách sạn The Vistai Ninh Bình. The Vistai Sài Gòn đạt tiêu chuẩn 4 sao, khu nghỉ dưỡng Canh Gà mang tầm quốc gia, sở hữu nguồn suối khoáng nóng giá trị thuộc top 5 Việt Nam. Cùng với đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, bảo vệ môi trường, đóng góp tích cực cho ngân sách nhà nước, tập đoàn đã tích cực tham gia làm tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh và trong nước. Với những kết quả đã đạt được, tập đoàn The Vistai đã được Chủ tịch nước tặng thưởng huân chương lao động hạng nhì cùng nhiều bằng khen của Chính phủ, Bộ, Ngành, Trung ương và của Ủy ban nhân dân tỉnh. Tại lễ kỷ niệm, thay mặt Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đoàn Minh Huấn đã tặng hoa chúc mừng những kết quả đáng tự hào mà tập đoàn The Vistai đã đạt được trong 20 năm qua và chúc đội ngũ cán bộ công nhân viên của tập đoàn tiếp tục đoàn kết, năng động, sáng tạo trong sản xuất kinh doanh, xây dựng tập đoàn ngày càng phát triển lớn mạnh, tiếp tục khẳng định thương hiệu, giá trị trong nước và quốc tế, đóng góp quan trọng trong việc tăng trưởng kinh tế của tỉnh Ninh Bình nói riêng và các địa phương khác trên cả nước nói chung. Nhân dịp này, lãnh đạo tập đoàn đã vinh danh khen thưởng cho đội ngũ cán bộ công nhân viên, cộng sự, đối tác, bạn hàng đã có những đóng góp tích cực cho sự phát triển của tập đoàn trong suốt 20 năm qua.